Tiêu Kim Yến, con dẫn mẹ đi đâu đây? Mẹ con mình qua sông tránh giặc, quân Mông Cổ đang tiến vào Tây Hạ, chúng ta không thể ở lại đi chờ chết. Rồi đây giặc giả sẽ lan tràn khắp nơi, biết đường nào mà tránh. Sống chết là do trời, nhưng nếu có chết, mẹ muốn chết tại nơi đây, trên mảnh đất này, chứ mẹ không muốn bỏ thay nơi đất lạ như. Mẹ lại muốn nhắc đến cha con và em Tiêu Kim Phụng. 17 năm rồi. Vậy mà mẹ cứ ngỡ như chỉ mới vài 3 tháng. Mẹ vẫn còn nhớ như in trong trí ngày cha con dẫn con Phụng ra đi. Cha con nói chuyến đi này là chuyến buông sau chốt. Không ngờ câu nói ấy đã thành sự thật, vì chiếc thuyền buông bị nhẫn đắm bởi phong ba. Giữa sông Hoàng Hà một khi buổi chiều, mẹ khóc suốt đêm ngày khi vừa nghe được hung tin nhờ xét đánh đi bên tay. 17 năm trôi qua như giấc mộng, những kẻ ra đi đã chết lâu rồi, mẹ còn nhắc lại làm gì? Không hiểu sao lòng mẹ vẫn hoang mang như họ còn sống ở dương gian, và tâm linh từng khúc cứ bảo rằng sẽ có ngày được ký tương cùng. Xin lão bà giữ trọn niềm hy vọng, làm yêu sông tôi vào đông. Kìa, ông là ai? Tôi là thầy thuốc. Ông là người Mông Cổ. Tôi là... Dù ông là gì đi nữa thì chúng tôi vẫn ghê tởm và khinh khi người Mông Cổ. Tôi biết người Mông Cổ đang xâm lấn đất đai này. Tôi cũng đang đau xót như tất cả dân Tây Hạ đều đau xót. Ông nói gì? Tôi nói, mà không, hình như đó chỉ là bản tánh tự nhiên của người thầy thuốc. Lòng chỉ muốn cứu người cho nên đau xót trước cảnh giết người. Cảm ơn ông, dân Tây Hạ chưa cần đến lòng thương hại của người Mông Cổ. Ông hãy đi đi. Cô nương, ông muốn nói gì nữa? Tự nhiên sao tôi nghe lòng mình rộn rã, muốn gào thét lên một điều gì đó, nhưng rồi tôi vẫn phải ngậm câm. Thèm được nghe thêm đoạn cuối chuyện buồn 17 năm về trước, nên lưu liên không cùng lòng, không nỡ dời dời chân. Sao quay muốn kỳ lạ vậy? Chúng tôi sắp sang sông, ông rời khỏi đây ngay, kẻo mạng ông khó được sanh tồn. Người Tây Hạ ai cũng nặng thù Mông Cổ, chuyện cũng đã khá nhiều, ông mau hãy đi đi. Dân, tôi xin đi và ước mong sẽ còn gặp lại. Xin giá biệt. Mẹ, con thấy lão già đó dường như có tâm sự gì muốn nói. Không phải chuyện để mẹ con ta phải bận tâm. Vâng, bây giờ để con đưa mẹ xuống bến tìm thuyền qua sông. Kìa cô nương, sao giờ này còn ở đây, không đưa bá mẫu sang sông lánh nạn? Vâng, tôi đang đưa mẹ tôi xuống bến, nhưng sợ không có thuyền. Cô nương cứ theo đoàn chiến thuyền rút về bên kia sông để bảo toàn lực lượng. Cô nương hãy đi nhanh lên, kẻo trễ. Còn tướng quân? Tôi sẽ ở lại với 200 quân quyết tử. Cổ thập xuyên. Cô nương đừng quá bận tâm, đời võ tướng treo trên đầu gươm mũi giáo. Được rồi, để tôi đưa mẹ tôi sang sông rồi tôi trở lại. Cô nương, cô nương, đừng có trở lại, nguy hiểm lắm. Quân Mông Cổ đang có mặt khắp nơi đó. Phải, quân Mông Cổ đang có mặt khắp nơi và đang làm chủ đất đai Tây Hạ. Trói nó lại. Dạ ngươi là? Dạng phu trưởng A Khất Lữ, kẻ
đã theo chân thành các tư hãn chính phạt từ Âu sang Á lực giành bách thắng. Còn nhà ngươi tên gì? Cổ Thạch Xuyên. À, thì ra ngươi là một võ tướng Tây Hạ mà lại tầm thường như thế sao? Có thể, nhưng tầm thường không có nghĩa là cam tâm cúi đầu làm nô lệ. Bây giờ ngươi muốn gì? Đời làm tướng ta muốn được chết trong danh dự. Ta sẽ bắt nhà ngươi chết trong ô nhục. Hoa, cha để gã này cho con xử trí. Con định làm gì? Từ ngày rồi đồng cỏ theo cha đi chinh phạt, con đã không được hưởng thu đi sao? Con muốn dùng gã làm con mồi. Con của cha nghĩ ra nhiều trò chơi lý thú thật. Được, cha giao hắn cho con đó. Tại sao tiểu thơ không để cho tôi được chết? Tại chưa tới lúc. Khi nào mới đến lúc? Chừng nào tôi muốn. Bây giờ chắc cô nương muốn. Nãy giờ ông hỏi hơi nhiều rồi. Bây giờ tới phiên tôi. Nè, có vợ chưa? Dạ chưa. Có người yêu chưa? Dạ chưa. Nhưng cô nương hỏi làm gì? Tôi muốn biết, khi tôi giết ông rồi, có ai khóc cho ông không? Không biết. Vậy thì tôi sẽ khóc. Cô nương, tại sao? Tại vì ông là người đàn ông duy nhất đứng trước mặt tôi mà không tỏ vẻ đắm say hay khiếp sợ, nên tôi nghe như có một thứ tình cảm mang mang vừa nhen nhúm ở trong lòng, dường như là tình yêu giữa hai con người không thù không oán và chiến tranh không can dự gì đến đôi ta. Nhưng dù sao tôi cũng là tôi nhớ và tôi đang cúi đầu xót thương cho đâu có quyền nghĩ đến điều riêng tư. Sao bỗng nhiên tôi nghe như khá lạ trong lòng, như có một chút gì vương vấn, một chút thương yêu đang len len vào tim tôi. Điều mong ảo xa vời như gió thoáng mây lồi giữa tiểu thơ và tôi đã tạo thành hố sâu, nhưng chúng mình sẽ lấp ngăn dù khó khăn vẫn không. Tôi nguyện cùng mà với ông được kết thân nhau, dù đây chỉ mới một lần mình gặp nhau giữa chiếc đường, nhưng hình như tôi cảm thấy yêu ông. Tôi với tiểu thơ đã đó sinh ra trong trận chiến căm thù, thì chúng ta có bổn phận riêng mình, mỗi người một con đường. Tôi nghĩ rằng tình yêu sẽ san bằng tất cả. Nhưng yêu kẻ thù là phản bội quê hương, hãy giết tôi đi. Tôi không quen tuân lệnh kẻ khác, tôi sẽ tha ông, hãy đi đi. Khoan, hình như tôi chưa được biết tên ông. Cổ Thạch Xuyên. Còn cô nương? À, Khách Thiên Kiều. Cổ Thạch Xuyên, không biết rằng khi rời khỏi nơi đây, trong lòng ông có còn chút gì vương vấn, còn riêng tôi? Thiên Kiều. Mai một tôi về, tôi sẽ...
sẽ nhớ, nhớ trời Tây Hạ, nhớ người xưa. Chiều loang loáng nắng trời Tây Hạ, trận chiến chưa tàn ta đã thua. Thì ra cổ tướng quân đã yêu người Mông Cổ. Kìa Tiêu cô nương, nàng là gái Tây Hạ, nàng là người yêu của Cố Thạch Xuyên. Ta cảm thấy không cần phải trả lời câu hỏi đó. Ta buộc nàng phải trả lời, nếu không ta rạch nát mắt nàng. À khắc Thiên Kiều, Tiêu cô nương với tôi chỉ là người quen biết. Và quen biết một cách rất thân thiện. Thôi các người à, chớ nói thêm, ta đã hiểu rồi tất cả. Tình cảnh này đây tôi chỉ là bài đã mất hết uy quyền, đâu còn gì đang nuôi. Rồi đôi xứ với ông mà tình đã chân tình. Vậy mà ông lại lọc lừa và đã rẻ kinh tôi. Vì gái Mông Cổ quá hung hăng thì không thể nào cùng Tây Hạ kết thân nhau. A Khắc Thiên Kiều, đừng nói gì nữa hết. Tôi vì đúng lời đã hứa là giải thoát cho ông, hãy đi đi. Thiên Kiều, ông nói láo. Tại sao ông không dám nói là ông đã yêu cô ta? Nếu đúng vậy thì sao? Nếu đúng vậy thì không sao cả. Cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng người thua, cuộc tình nào không có kẻ cười người khóc. Đi, đi hết đi. Tiêu cô nương, chúng ta đi thôi. Cô Thạch Xuyên, A Khắc Thiên Kiều, anh chưa xa. Tại sao em khóc? Họ đã đi rồi. Họ đã đi rồi? Họ là ai? Tại sao em lại khóc? Em không biết tại sao nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu? Người ấy là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Em đã yêu một người xa lạ? Tôi hết rồi. Chú Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không. Yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn, anh có còn nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiều, trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đó hiểu được gì? Anh đã buồn đã khổ vì ai? Và từ bao lâu rồi cho mãi đến ngày hôm nay? Đã từ lâu anh muốn nói một điều quan trọng, nhưng vẫn ngậm câm theo ngày tháng lạnh lùng.
anh muốn nói với em một người nỗi đau sau bị yêu. Cũng như anh em là kẻ ngài chinh phạt đêm ngủ trên yên ngựa, vào hiểm ra nguy chưa bao giờ biết sợ, sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm hồn. Nhìn áng mây trôi lòng cũng sắc sẽ buồn, lòng dung tương chợt nghe mềm yếu khi một lần đối diện với tình. Anh đã yêu và vì yêu mà đau khổ, thì chắc là anh hiểu được lòng em. Em chợt muốn bỏ yên cương rời đau kim, xóa tóc mày tô má thắm môi hồng. Phải em và người đó đã hẹn thề nguyện ước không? Người ta vẫn hững hờ và xem em là kẻ lạ người xa. Kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ thì còn niềm đau đớn nào hơn? Gũi tất gan mà như vạn lý quang sang, tình cấm nín nên tình đành tuyệt vọng. Tóc bay quằn quại tay trong vô lòng, như lòng em đang bạo động tơi bời. Thiên kiều ơi chiều nay sao bỗng nhiên anh lo sợ, như đánh mất một cái gì yêu. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết, biết ai là người đắp mộ cho anh? Anh Chu Sa, anh nói gì lạ vậy? Thiên Kiều, anh không thể thản nhiên nhìn em đau khổ. Anh không thể tiếp tục câm nín để mất em. Anh sẽ nói... Chu Sa, mày định nói gì? Dạ con... Mày nên nhớ, tao sẽ không bao giờ dùng thứ nếu... Nhưng con biết... Thiên Kiều, tại sao con buồn? Dạ, dạ không, con mệt vì phải chống trả với bọn người đến đây giải thoát gã bại tướng Tây Hạ. À, vậy con hãy về nghỉ và gọi lão Lan Y săn sóc cho con. Vâng. Thưa cha, con muốn nhắc cha A Khắc Thiên Kiều là người Tây Hạ. Phải, nó là người Tây Hạ. Nhưng tại sao mày gợi cho tao nhớ một sự thật sai xuôi? Hình ảnh đứa con yêu, nó mang tên là A Khắc Thiên Kiều, mà dòng máu chính thống là Mông Cổ, đã bạc bệnh từ lúc lên ba. A Khắc Chu Sa! Dạ. Tại sao mày nhắc thì tao cố tình quên? Nó không hề biết rõ căn nguyên. Con sợ rồi đây nó cũng sẽ tỏ. Tại sao? Tại vì con cứ băn khoăn. Đừng sợ, tao vẫn chiều chuộng thương yêu nó như con ruột. Và ngoài cha con ta không còn ai biết được. À, quên nữa, còn lão Lan Y, con hãy gọi lão đến gặp cha tức khắc. Vâng. Dạ, tương quân gọi lão. À kìa, Lan Y. À kìa, sao Lan Y buồn quá vậy? Lại có nước mắt nữa. Chuyện gì đã làm cho lão phải khóc? Nhưng lão khóc vì thấy non sông của mình quằn quại dưới gót dài Mông Cổ. Và lão khóc vì thấy mình phải đứng trong hàng ngũ bọn người xâm lược đang giết hại dân mình. Đã từ lâu lão quên cội quên nguồn, quên tình nghĩa vợ chồng, quên bổn phận là
lão sống mà như đã chết rồi, sống trong âm thầm khổ đau. Để đến ngày hôm nay lão lại theo chân của kẻ thù về đất nước quê hương mình, làm một tên diện chinh. Làm sao khỏi đau đớn để khóc thương cho số phận của mình. Ta không xâm phạm đến tâm sự riêng tư của lão, nhưng ta muốn nhắc, liệu lão có giữ được trọn điều cam kết với ta không? Tướng quân nghi ngờ lão à? Không, ta chỉ nghĩ vậy. Ơn cứu tử hai cha con ta có thể giết chết lão để chú nhẹn chuyện này, nhưng ta tin rằng lão không đến nỗi ngu muội quên điều cam kết đó. Không đâu, tướng quân cứ tin nơi lão. A Khắc Thiên Kiều sẽ không bao giờ biết được nó là con của một người dân Tây Hạ có cái tên là Tiêu Kim Phụng. Thôi xin phép tướng quân cho lão lui gót. À, dạ. Chuyện gì? Dạ bẩm tướng quân, Toán Tường Tiểu bắt được một cô gái đẹp, nhờ tướng quân quyết định. Dẫn ra đi. Không không, tôi không có tội gì cả. Ok, một nhan sắc tuyệt trần. Ông đừng làm tôi sợ. Đừng sợ, đừng sợ. Tài sắc thiết ta có thừa lịch lãm để nâng niu chiều chuộng khất giai nhân. Không, kẻ chinh phạt đừng nhìn ta bằng đôi mắt đó. Đừng mong đem quy vũ chiếm thành đoạt lũy, mà quý diệt tâm kiên trinh đi chinh phục một nhan sắc khuynh thành. Ta thà chết với sắc son như trang dũng tướng, liều chết ta với cô thành. Ánh mắt bão cuồng rờn rợn trên da thịt, thứ khao khát thèm thuồng của giả thú cuồng chinh. Lửa đam mê như muốn thiêu cháy tim mi, ta run sợ nhưng thề không khuất phục. Dân Tây Hạ đã mất thành mất đất, nhưng giả sắc son bền vẫn có trường thành. Không ai có thể cưỡng lại ý muốn của dạng khu trưởng A Khắc Lữ. Quân, hãy đưa gia nhân về danh trại, lo trang điểm, chờ ta về để cùng hưởng một đêm vui. Có việc gì? Dạ, có kẻ gian tội lớp Mông Cổ trộn vào doanh trại của ta. Bắt được chưa? Hắn đã bị quân bắn trọng thương nhưng vẫn còn lẩn trốn. Hãy ra ngoài phụ lực với quân canh, đột đút lên dò theo vết máu của hắn. Nhưng kẻ nào cả gan đột nhập vào đây hay là Ủa Thạch Xuyên, trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ? Lăng Y, Lăng Y, lão Lăng Y. Dạ dạ, có lão tới đây, tiểu thư cần điều gì? Lăng Y, làm sao cứu sống người này? Dần dần để lão xem xét vết thương. Tiểu thư, hình như hắn ta là người Tây Hạ. Lão không cần phải bận tâm, lão quên rằng dưới mắt của một lang nghi là chỉ nghĩ có một việc cứu người, cần gì phải bận tâm chúng tộc hay thân thù. Dần, đó là lẽ tự nhiên, nhưng lão sợ. Ta đã ra lệnh thì trách nhiệm về ta, lão chớ băn khoăn mà chỉ cần tuân lệnh. Dần, người ta có sao không mà không cử động? Khi lão đưa ta nhổ mạnh mũi tên ra, vết thương khá sâu nhưng không nguy tính mạng. Lang Y nói sao? Không nguy có nghĩa là cứu được. Dần, nhưng sao Lang Y lại bồn chồn lo lắng? Vì lão có một điều. Thì lão cứ nói đi. Muốn cho bệnh nhân sớm hồi phục tinh thần, chỉ cần một hoàn hồi nguyên lực là xong. Nhưng cần phải có nửa chén máu đào, hòa thuốc thì
mới có hiệu lực hồi sinh. Vậy thì máu của ta đây, lang y hãy cắt tay mà lấy nửa chén máu. Tiểu thơ hãy để cho kẻ khác làm việc đó chứ. Không, không, không ai có quyền thay ta làm việc đó. Đã nghe rõ chưa? Đưa chén đây. Dân, dân. Trời ơi, những giọt máu đỏ tinh khôi, tay run run lão hưng nghẹn ngào, tưởng như lệ mình đang nhỏ giọt rưng rưng. Tiểu thơ hy sinh nửa chén máu tươi để cứu nguy một người trai xa lạ địch thù. Lão nghẹn ngào rưng rức lệ đau thương, đã đổ máu cho người, xin để lão rịch vết thương. Lan y, tình yêu của tiểu thơ mới chính là thứ tình yêu kỳ diệu, chẳng những nó làm nảy chồi xanh lộc tình yêu mà còn làm ấm tình quê hương nòi giống, nhưng nó cũng làm đau tình phú tư. Kìa, hồi nguồn lực quả là thần dược. Lan y hãy về yên nghỉ đi, để một mình ta săn sóc cho chàng. Vâng. Nước, cho tôi miếng nước. Người đã tỉnh, nước đây. Đây là đâu? Kìa. Ông làm động vết thương. Ta đã thọ trọng thương và nàng đã hai lần cứu mạng. Vâng. Ta đã hai lần giấy nợ của nàng. Tại sao nàng không để cho ta được chết? Cụ Thạch Xuyên, ông vô tình lắm. Thiên Kiều ơi, ta đã trót nguyện dâng đời cho quê hương chủng tộc, làm sao sống trọn nỗi bình yên để nhìn màu xanh của lá, màu tươi thắm của hoa và màu mắt đẹp của nhân tình. Ta căng chặt răng cách lìa đoạn tơ tâm sự cho nhớ dùng tan tành. Hoàn cảnh hôm nay còn biết làm sao khác, xin nàng hãy xem ta như một kẻ không quen. Mai mốt nay giữa chiến trận ta sẽ gặp lại nhau, và biết đâu sẽ có người gục ngã, kẻ còn lại rồi sẽ cúi đầu thương tiếc, vuốt mặt cho người tình trên chiến trắng chiều hôm. Chúng ta sinh ra chỉ là những con người yêu tội, tại sao chiến tranh giết chết mộng yêu đương? Cổ Thạch Xuyên,
tôi muốn được nghe ông nói một lời rằng ông đã yêu tôi và còn yêu tôi mãi mãi. Chiến Kiều ơi, dù ta có nói vạn lần như thế cũng chỉ là cơn gió thoảng chung nắng hồn trên đỉnh núi mù sương, rồi ngàn mây lớp lớp sẽ dâng dâng xua cơn nắng nhỏ ngủ triền miên không trở dậy, cũng như tình yêu của chúng ta bừng lên trong thoáng chốc rồi khép kín lạnh lùng trong giấc ngủ thiên thu. Thiên Kiều ơi, dù ta có nói yêu em và dù cho mai mốt này chiến tranh không còn nữa thì em cũng trở về quê hương Mông Cổ để ta còn lại bâng khuâng nhìn theo quốc tông nghi ngựa hồng. Cổ thập phương, ngày trước tôi đâu nghĩ rằng tôi sẽ khổ, nào ngờ buồn bã lắm phải không? Vâng, và bây giờ tôi đã khóc. Buồn mà chi, làm sao với nhớ thương, lệ buồn rơi làm môi má phai hồng. Khóc chi hỡi ai, tình xưa như nước trôi qua cầu, tình đã phai xa như dần mây cuối trời. Một đời sắc sẽ buồn, đành xa cách thêm thu từ đây. Nửa chung máu hòa rút hồi nguồn lực, dòng máu của Thiên Kiều đã luân lưu trong huyết quản của Thạch Thiên. Tình đôi ta rồi cũng đành vĩnh biệt, dòng máu này xin trả lại cho ai? Cổ Thạch Xuyên ơi, nợ của ông trót dài xin trọn đời cất giữ, dù nắng giá yêu thương hay lạnh lùng xa lạ, xin hãy giữ cho tôi những giọt máu tinh khôi nguyên vẹn ở trong người. Trả máu cho tôi là ông trả cả cuộc đời, nếu như thế thì sự hy sinh của tôi hoàn toàn vô nghĩa, và tôi là người không hiểu được ý nghĩa tình yêu. Cho chứ không đòi, dù phải đau xót đến bao nhiêu, ông đừng dội xem tôi như người xa lạ, đừng dội khinh tôi, dù tôi là người Mông Cổ, đừng ghét tôi cho thêm lắm tội tình. Nợ ta dai ta phải trả, tôi chưa đòi sao ông vội trả cho tôi? À Khắc Thiên Kiều, ta e sợ rằng ta không trả nổi, rồi nợ sẽ nối tiếp quan thiên mà cao vời chất chồng. Nhưng ít ra máu của tôi và ông đã chảy chung dòng, thì không lẽ ông chỉ xem tôi hoàn toàn thù nghịch không chút tình gì với kẻ đã yêu ông? Nếu mai này đất nước có bình yên, nàng về
với quê hương, với cát vàng sa mạc. Ta sẽ nhớ mãi một người con gái nhỏ đã dâng trọn tim yêu khi trận chiến chưa tàn. À Khắc Thiên Kiều, anh chưa xa. Tại sao em che chở kẻ gian? Tại sao em phản bội cha anh, phản bội giống nồi Mông Cổ? Tại vì em đã yêu. Yêu hắn? Dân. Vậy là kẻ thù sẽ cướp mất của anh một đứa em đã cùng anh chung sống trọn thời thơ âu. Nó sẽ giết hại đời em, làm em phải khổ, và rồi anh lại phải cúi đầu buồn bã với tương lai. Anh sợ rằng em dại ngờ với người ta, khi hối tiếc ăn năn đã lỡ rồi kiếp hồng nhan. Anh khuyên em nên suy nghĩ càng cùng, tình yêu là càng mê bay không lường. Chỉ trong một phút yêu lòng là một đời dở dang. Lời khuyên của ông tôi nghe như một cụ già đang dạy đứa bé lên mười. Tập tành đọc sách đi thánh nhân. Em đã lớn lên trong lứa loạn và đã làm kẻ tiễn đưa đứng nhìn con đò xưa rời xa bến cầu, bỏ lại dòng sông xưa bàn bạc màu trắng eo rũ cho khách sang sông chờ đợi đến bao giờ. Anh sợ tiễn rồi sẽ thương nhớ ngắm người, sợ mất em, sợ mất kỷ niệm thời thơ ấu mà chúng mình đã cùng sống bên nhau. Thiên Kiều ơi, anh thương em và chỉ nghĩ đến em, anh lo lắng cho em vì chỉ có em là em gái. Anh sợ rồi đây cuộc đời em sẽ khổ, khi em đã dấn thân vào chốn tình trường. Em biết và em đã bằng lòng với hiện tại, em không nghĩ đến tương lai. Nếu một mai rồi đời em sẽ ngộ, em sẽ vui lòng chấp nhận cho mình. Thiên Kiều ơi, em đã yêu và bằng lòng chịu khổ, nhưng anh không thể thản nhiên nhìn người ta gieo khổ cho em. Dù rằng anh cũng đã tự làm khổ anh khi cố tình dừng lên một thiên đường trong mộng. Nhưng trời ơi, mộng đã bay cao nhạt nhòa sương khói, và anh chỉ còn lại đây một khoảng trống lạnh lùng. Không biết rồi đây có còn lại gì không,
thấy sẽ mất đi tất cả những gì anh ao ước cho mùa xuân ngủ yên ngoài chân trời xa vắng, cho anh một mình ôm lấy nỗi cô đơn. Anh Chu Sa, nếu thương em, xin bảo vệ tình yêu của em. Không thể được, anh không thể tha cho nó. Ta chưa hề biết cầu xin người Mông Cổ một điều gì, và ngươi phải chết. A Khắc Chu Sa, nếu giết người ta thì anh giết em đi. Thiên Kiều, em điên rồi. Anh sẽ thưa lại với phụ thân tùy người đến liệu. Anh Chu Sa, anh Chu Sa. Thiên Kiều, phụ thân, thì ra chính con đã cứu mạng tên võ tướng Tây Hạ. Có phải lần trước cũng chính con đã giải thoát cho chàng? Thiên Kiều, phụ thân, cô xin quỳ chiêu tôi. Thiên Kiều, con đừng quên con là người Mông Cổ. Người Mông Cổ không có tình yêu sao cha? Nhưng con không thể yêu một kẻ bất tài. Gái Mông Cổ hiên ngang không thể đem trọn tình yêu mà trao cho một dung dân chiến bại. Thắng bại là lẽ thường của kẻ cầm binh, nhà ngươi đừng lên giọng miệt khinh. Đừng sức lao ngang tàn mà mi không toàn tánh mạng. Đứng trước chúng tướng đại như mong ngóng cuồng là chuốc họa vào thân. Hãy cúi mặt gục đầu mà xót thương thân phận thấm nhiều. Mai ra ta sẽ thương tình như mạng tha mạng cho người. Ta có thể bất tài, người muốn giết hay tha tùy tiện, nhưng không thể uống lưng để làm nhục quê hương. Khốn nạn! Cha, con cúi dập đầu ta tiếp giang cha. Đừng hành hạ nặng nề vì người vừa thoát trong thương. Tội nó lớn bằng trời, giam chống lại đại mông. Ngoài tội chống lại linh trời, nó còn là một tên đạo tặc. Toàn cướp mất con ra khỏi vòng tay thương mến của cha. Nó phải chết tan phi mới với bao nhiêu tội chồng. Đừng hâm dọa thất công, ta vẫn đứng đây chờ ngươi xuống lệnh. Xương thịt dấu nát tan, ta thề không nhục khí hùng anh. Cô Thạch Xuyên, nàng lo sợ cho ta, chết là về miền vĩnh cửu, không có gì phải hối tiếc. Nhưng chỉ buồn cho ai đã vì ta mà vướng lụy vào thân. Dù không nói ra nhưng cũng thấy ngậm ngùi, chút tình buồn hôm nay xin trả cho em trong giây phút sau cùng. Rồi ta sẽ đi vào thiên thu ngủ một đời yên phận. Từ đây mình coi như đã hết rồi. Xin em đừng khóc, đừng thương. Nhà ngươi đừng mong thoát đi được nơi này. Lục chiến trường không thể nào buông tha, và dung dưỡng kẻ thù để di hòa về sau. Con cúi đầu xin cha tha thứ tội, con đã yêu và đã nguyện trong lòng. Nếu ai cha nợ giết vàng, con sẽ đời khổ đau. Cha chiều thấy ý con lần chót, tạm tha mạng sống cho gã. Con muôn vàng cảm đội ơn cha.
nhưng nó phải theo chân đám tù nô lệ. Còn con, nội nhật ngày mai con phải lên đường về Mông Cổ. Dạ. À Khắc Chu Sa, hãy đưa em con về phòng yên nghỉ và lo thu xếp hành trang để sáng mai nó lên đường cho sớm. Đi mau. A Khắc Thiên Kiều. Quân, hãy dẫn Thạch Xuyên vào ngục xiềng chung với đám nô lệ và rạng sáng ngày mai bắt nó làm tên mã phu, đưa Thiên Kiều về Mông Cổ. Đưa A Khắc Thiên Kiều về Mông Cổ. Tại sao? Tại sao nó lại phải về Mông Cổ? Ta ở lại một mình. Không, không, quê hương của nó ra đây chứ không phải là Mông Cổ. Tiêu Kim Phụng con, Tiêu Kim Phụng con. Kìa, bà, sao bà lại vào đây? Mà bà vào đây để làm gì? Tôi đi kiếm con tôi. Tiêu Kim Yến. Sao không biết con tôi? Tôi đã hầu hạ nó và biết được rằng nó sắp là phu nhân qua Khắc Lự. Trời ơi! Kìa bà, sao bà lại thán thốt? Sao bà không mừng khi nghe tôi báo một tin vui? Ông muốn tôi nên vui cái vui gì đây? Vui cái vui của một bà mẹ thấy con mình yên bề gia thất, hay vui khi nghe con quên thù dâm quốc, trao thân cho kẻ thù đang dài đạp quê hương? Bà nên vui cái vui của một bà mẹ nuôi cho con nó trắng da dài tóc, má đỏ môi son đã làm mềm lòng sắt đá của viên dũng tướng đài mong. Để bước chân lên trên gấm lụa huy hoàng, làm một mệnh phụ phu nhân ngất ngưỡng trên ngôi cao. Thật bà khéo dài dỗ con khôn ngoan, biết chọn một con đường tạo cuộc sống son vàng, xa lánh cảnh lầm than. Phải ông muốn mỉa mai, tôi không biết dạy dỗ con mình để cho nó tìm mà kẻ thù cao thân. Không, tôi chỉ muốn ngợi khen bà đã khéo dạy dỗ con bà, sống cho riêng mình quên mối thù quê hương. Ông ấy cho tôi gặp con tôi để tôi hỏi nó tại sao âm giàu sang mà quên hờn dân quốc, trong khi cha mẹ quê hương vẫn nặng lòng thương nó vẹn thâm tình. Dù lòng mẹ lúc nào cũng thương con như xương thịt của mình, nhưng nếu nó giống tình đất nước thì thà là tôi xuống tay hạ sát nó đi. Tôi chỉ thèm nhìn hạnh phúc của con tôi bên cạnh một người chồng Tây Hải hiền lương chất khi phát, thì dầu chết đi tôi vẫn yên lòng nhắm mắt, không sợ miệng đời nguyền rủa miệt khinh. Theo tôi nghĩ, con của bà được cao sang thì bà nên hãnh diện chứ tại sao lại sợ bị miệt khinh. Dù con tôi mất cha khi còn nhỏ dại, nhưng tôi luôn thay chồng để dạy dỗ con tôi. Nhưng ông là ai, có liên hệ gì đến mẹ con tôi mà giọng nói như giận hờn trách móc? Tôi là ai? Tôi là một lão già điên, một kẻ đổi màu về từ cõi chết, rời quá khứ tôi là một người chồng bạc phước, còn bây giờ tôi chỉ là một bóng ma thôi. Tôi sống chẳng khác nào một thằng câm, có miệng mà không bao giờ nói được,
Gặp vợ tôi không dám nhìn, dám nhận, còn đứng trước con tôi thì tôi chỉ cúi mắt làm tin. Cho nên với bà tôi chỉ cùng một lời khuyên là bà hãy về đi, đừng bận biểu gì thêm nữa. Đưa con bất kêu kia bà coi như đã chết, đừng nán lại đây mà chuốc quà cho mình. Tai quả gì tôi sẵn sàng gánh chịu, ông hãy chỉ được cho tôi đi kiếm đứa con bất hiếu để tôi chết trước mặt nó cho nó vui lòng. Không được. Tại sao? Tôi cấm bà. Cấm tôi? Ông có quyền gì mà ông cấm tôi? Quyền của một người cha, một người chồng không muốn thấy vợ con mình đi vào cõi chết. Quyền của một kẻ 17 năm cô độc ước mơ gặp lại những thầm tình. Vội liệm đã từ lâu, chồng con rời ra đôi phương 17 năm dằn vặt đau sầu. Ôi nhớ thương héo khô lòng. Trời ơi, phải chăng người cũ trở về, tôi đang sống thật ở cõi đời hay trong giấc mộng đêm buồn? Chính tôi đã trở về gặp lại bà đây. Ông đây mà. Bà. Phải rồi, bàn tay của chồng tôi đây mà. Ông ơi, 17 năm không phút giây nào tôi nguôi thương nhớ. Cảm tạ trời cao đã cho vợ chồng tôi còn có phút giây này. Ông, còn con Phụng, con của tôi bây giờ mặt mũi nó ra sao? Ông đây mà con nó ở nơi đâu? Nó nghe béo hay gầy, đẹp xấu ra sao? Ông cho tôi gặp con tôi. Bà hãy về đi. Kìa, sao ông đuổi tôi như đuổi giặc? Vì tôi sợ. Ông lo sợ điều gì? Tôi sợ chết bà. Từng tuổi này tóc quý bạc đi da nhăn, ông còn sợ chết đi hay sao? Không phải sợ cho tôi mà sợ cho bà và cho cả con mình. 10 năm tôi nghẹn ngào chờ đợi nhìn con mà sợ cho con. Ông nói gì mà tôi không hiểu? Tại sao ông sợ cho con? Tại vì nơi đây là một phiên chợ, ai muốn ra vào tùy ý. Thưa tiểu thơ, bà này là... Là ai thì bọn quân canh phải bị trừng phạt, không cách phòng cẩn mật. Lão hãy ra truyền thai toán khác và phạt giam chúng 3 ngày. Tiểu thơ, đây là thẻ định đi ngay. Xin vâng, đi bà. Bà này ở lại. Tiểu thơ, bà này là một bà điên mà. Định của ta đi. Vâng. Tại sao bà lại cười? Tôi điên mà, tiểu thơ không thấy sao? Tôi cười mà sao nước mắt của tôi rơi? Chảy dài trên những vết trùng tan thương. Con tôi là một đứa con gái mất nết mưa thầm. Tôi phải tìm đến đây
mà nghe bắt khi nó trở về. Nước mắt bà rơi làm cho tôi xúc động. Bà điên thật đoàn quân diễn phá kêu hùng. Không, con gái tôi không là người mắng cô. Nó sắp trở lòng phản bội cùng A Khắc Lữ nên nghĩa châu trầm. Nhưng tôi nhất quyết chẳng bằng lòng. Nên bắt đi về dạy lại, nó phải trọn lòng yêu mến đi quê hương. Ta sẽ điều tra lại, nếu đúng như vậy ta sẽ tha cho bà. Quân, đưa bà lão này xuống tạm giam chờ lệnh ta. Không, hãy cho tôi gặp con tôi, hãy cho tôi gặp con tôi. Cả mặt mày. Dạ, tôi được lệnh đến đây để đưa tiểu thơ về Mông Cổ. Về Mông Cổ? Không, ta không về Mông Cổ, người hãy đi đi. Tôi không dám cãi lệnh của vạn phu trưởng. Nhưng cãi lệnh ta, ngươi nhận lấy có kênh. Kìa, cô Thập Xuyên. Dạ không, tôi chỉ là tên mã phu trong đoàn quân hộ tống tiểu thơ lên đường về Mông Cổ. Ngựa đã thắng yên cương sẵn sàng chờ đợi lệnh, người đang cúi mặt rưng rưng chờ đợi tiếng
tình hầu hạ tiểu thơ, và tôi sẽ cố gắng lo tròn bổn phận cho đến khi tiểu thơ về đến quê hương, tôi mới mong thoát kiếp tù đầy đau khổ. Tôi phải về Mông Cổ, trời ơi không biết rồi đây mình có gặp lại nhau không. Định mệnh đã chia xa đôi ngã đôi đường, thì gặp lại làm chi cho thêm buồn thêm thôi. Để cho tôi được nhìn lại khuôn mặt người tình mà kể cho nghe những niềm thương nỗi nhớ, được chiều chuộng nâng niu như nghĩa vợ chồng. Cho em được trao anh lời thấm thiết mặn nồng, để nói lời sao vui gọi là tống biệt một khi lần vui. Bao nhiêu lời em đã nói với anh, là bấy nhiêu tình cảm em đã trọn dành cho anh tôi. Dù mai đây em phải về Mông Cổ, nhưng khối tình sầu mang trọn nỗi thương. Thiên Kiều, em hãy lên đường về Mông Cổ. Mã Phu, hãy chuẩn bị khởi hành. Không, em không về, em không về Mông Cổ. Nếu em không về, tên Mã Phu này sẽ phải chịu cực hình kinh khiếp nhất. Cô Tham Xuyên, nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ, thì tiểu thơ nên về lại quê. Ở lại nơi đây càng thêm khổ, tôi không còn lại gì tất cả. Tôi chiến bại rồi đành chịu bỏ tay thôi. Trời lên cao, em hãy lo thu xếp lên đường. Mai một đây khi trận chiến tàn, anh sẽ về bên em để cùng nhau sum họp và sẽ mang em. Đường quán sáng còn xa xăm dịu vời, mưa tròn chân đang hí rộn bên ngoài. Xin tiểu thơ đừng nán lại Xuyên.
và ngươi hãy ra ngoài đợi lệnh. Dân A Khắc Thiên Kiều, anh Chu Sa, em sợ lại nơi đây mãi mãi. Vì vì sao? Vì thiếu người ta làm sao em sống nổi. Mới gặp gỡ mà xa người ta em không sống nổi. Sống bên nhau từ thơ ấu đến bây giờ, nếu vắng em rồi anh sống với ai đây? Thiên Kiều, anh yêu em. Hả? Yêu em ruột của anh? Anh điên rồi phải không? Anh điên rồi phải không? Phải. Anh đã điên vì mười mấy năm nay anh muốn nói yêu em mà chưa một lần dám nói, để đến hôm nay thì không còn gì nữa cả. Khi em dám chân lên bồi xóa một thiên đường, giấc mơ xưa chỉ còn lại đống tro tàn. Anh không biết phải làm gì hơn gì nữa, nên cầu mong cho mình được chết một mình. Trời ơi, một võ tướng kiêu hùng đã từng ngang dọc, mà đến giờ này phải khổ lụy vì yêu. Anh nuôi ra đây cả nỗi lòng thầm kín rồi, thiên thu anh trầm nín nghẹn lời. Trời ơi, tại sao anh ôm ấp một tình yêu tội lỗi, yêu một đứa em máu thịt tình thâm? Ai chắc chú xa, anh điên rồi, anh điên rồi phải không? Không phải là A Khắc Thiên Kiều. Anh Chu Sa, thật gì sao anh? Em là đứa con nuôi mà cha thương mến yêu chiều. 17 năm trước cha cứu em trên sông Hoàng Hà, sống dậy gần gũi bao ngày anh ôm ấp một tình yêu. Em cứ vô tình anh đau xót biết bao nhiêu, anh muốn gào to rằng anh yêu em tha thiết. Vì giữa chúng ta đâu cùng chung máu huyết, từ thuở sơ sanh đã khác biệt cội nguồn. Trời ơi, A Khắc Chu Sa, mày là phản bội tao. Cha, có thật gì không cha? Phải con không là người mang dòng họ A Khắc. Cha muốn xử con như thế nào cũng được, nhưng xin cha xác nhận là con yêu Thiên Kiều không phạm tội loạn luân. Câm miệng lại, thằng khốn nạn. Đi đi, nếu không tao sẽ giết mày. Cha, đi. Con đi đây, vĩnh biệt. Cha, cô thật. Cha thương con. Cha, con gian cha, con gian cha, hãy cho con biết sự thật. Thiên Kiều, giờ phút này cha cũng không giấu giếm con làm chi nữa. 17 năm trước cha đã cứu giúp con giữa cơn sóng dữ muôn trùng. Trên dòng bão động giữa hoàng hà. Trời ơi, như vậy quá thật. Con là một đứa con rơi, còn cha mẹ ruột của con giờ sống chết đi ra sao? Cha chỉ biết là bão đâm đi một thuyền buôn. Cha chỉ kịp cứu con còn bao nhiêu sông muôn trùng. Trời ơi, cha mẹ con chết cả rồi, trời con quá
tận tường sự thật cha vẫn luôn yêu mến ở trong lòng. Cha, xin giang tạ ơn cha. Thôi con hãy vào trong yên nghỉ đi. Cha sẽ truyền lệnh hủy bỏ chuyến về Mông Cổ vì hơn lúc nào hết. Cha cần có con bên mình. Đi đi con. Vâng. Dạ. Việc gì? Chu công tử một mình một ngựa phi về hướng quân Tây Hạ, có lẽ đã lọt vòng dây. Hãy để binh mã theo ta giải cứu cho nó. Đi mau. Cổ Thạch Xuyên, tôi đã mở xiềng, ông ấy rời khỏi nơi đây lập tức. Ngựa đã cột sẵn ngoài kia, ông ấy lên yên tẩu thoát. Tiêu Kim Yên, nàng hãy cùng trốn với ta. Không, ông lẻn vào đây và bị bắt. Chỉ vì ông yêu cô gái Mông Cổ đó. Nàng muốn nói? Tôi muốn nói là tôi khổ đau riêng tôi mà ai nào đâu. Đã yêu thương nhau, người ta thường hay ao ước cho mai sau cùng ai tên nghĩa tóc tơ. Giờ thì lòng tan nát, người tôi yêu đã xa tôi rồi. Tình còn lại đơn phương, người ra đi đến phương xa nào. Không, người vẫn còn đây mà sao tôi ngỡ như người ra đi không bao giờ trở lại. Người đối diện với tôi mà ngỡ rằng xa lạ như từ cõi nào đâu chưa gặp gỡ. Phá ra lòng mình lạc lạ và tôi hiểu rằng mình đã trót dương mang. Người ta nói yêu là nhận lấy khổ đau, tôi biết thế mà vẫn không sao tránh khỏi, cho nên giờ đây tôi mới âm thầm nuốt lệ, nghe cay đắng bờ môi và cay đắng cả linh. Cô nương phải theo tôi về Tây Hạ, vì tôi đã hứa với bá mẫu, bất cứ với gia nào tôi cũng phải cứu cho được cô nương. Mẹ tôi đã nói gì với ông? Bá mẫu nhờ tôi giải thoát cô nương. Thì ra ông mạo hiểm vào đây để... Phải, tôi đã nhận lời ký thác mạo hiểm vào đây là để cứu cô nương. Nào ngờ tôi bất tài lại phải nhờ cô nương giải cứu. Sông gấm dốc đời của ông còn cần cho đất nước, còn phần tôi đành nhận riêng phần bạc má hồng. Nếu ông về được đến quê hương và gặp lại người mẹ già tóc bạc, hãy nói với người rằng tôi đã chết để cho mẹ hiền đừng ngóng đợi tin con. Lúc này không phải là thời gian kể lễ, cô nương hãy theo tôi rời khỏi nơi đây. Đứng lại! Kẻ lăng loàn một người phản bội. A Khắc Thiên Kiều, thôi đừng tìm lời biện bạch cho thất kỳ công. Chính mắt ta thấy tai ta nghe, cả hai định trốn khỏi nơi này. Cổ Thạch Xuyên,
không là người gian trá, mà tôi đã lầm đau trọn trái tim yêu người Mông Cổ hung hăng. Thì làm gì biết nghĩa thật của chữ yêu. Thật xin ông đã nói những gì với tôi. Nếu nàng nghĩ ta phản bội lọc lừa, ta quỳ xuống đây rồi nàng hãy giết ta đi. Tôi giết ông để đòi lại giọt máu chung tình mà tôi đã gửi trao cho ông từ đêm tương ngộ. Đòi lại nơi ông tình yêu và hơi thở mà ông đã dai mượn của tôi để san sẻ cho người. Tôi chưa thể quên ông mà ông ấy đã phụ tôi rồi. Tôi yêu ông như yêu mùa xuân đầy nắng ấm, có tiếng chim hiền hòa rộn rã giữa vườn hương. Vậy mà ông đối với tôi quá bạc bẽo phũ phàng, nỡ xem tình tôi như một trò đùa vô nghĩa, trò đùa của một khách qua đường xa lạ, ngắt cành qua sung không thương tiếc chảnh lòng. A Khắc Thiên Kiều, các người đã làm khổ ta, ta buộc tất cả phải nếm mùi đau khổ. Quân, đưa bà lão tới đây. Yên là phải không con? Mẹ, mẹ. Yên ơi, có phải con đã quên ơn ngọn rau tất đất nên đã cúi đầu trước kẻ thù xâm lược để nhận phận nô tỳ sửa chấp nâng khăn? Không, người ta buộc con khoác áo phu nhân, con từ chối nguyên giữ tròn trinh tiết, sao mẹ lại vào chỗ hiểm nguy đem thân già yếu vào hang hùng miệng soi? Yên ơi, gian khổ hiểm nguy mẹ không hề biết sợ, mẹ chỉ sợ con ôn hèn nên lặng lội tìm con. Cấm miệng lại! Đây không phải là chỗ để các người khóc than kể lể, hãy đón nhận cực hình. Quang Phụng ơi, nếu con được lớn khôn do hột lúa dưỡng nuôi của người Mông Cổ, thì xác thân và tim móc được tạo ra là do công lao của cha mẹ sinh thành. Hả? Lão Lan Y nói gì? Con đừng xuống tay giết chết một thâm tình. Mười mấy năm nay cha nghẹn ngào câm nín, nay không thể đứng nhìn con hành hạ mẹ con. Ông bảo sao? Nó là Tiêu Kim Phụng, là nấm ruột xa lìa từ 17 năm nay. Phải, Phụng con, hai người đàn bà con toan sát hại là mẹ hiền và chị ruột của con. Lão Lăng Y muốn nói, con là con ruột của ta và người đàn bà đáng thương đó. 17 năm trước, A Khắc Lữ cứu sống cha con ta trong lần đắm thuyền giữa Hoàng Hà Bão Đông, và từ đó hắn không cho ta được nhìn con. Tên thật của con là Tiêu Kim Phụng. Đúng rồi, mẹ. Con, con của mẹ. Em, cha. Con. A Khắc Thiên Kiều, anh chưa sao? Anh đã bị thương. Phải, nhưng anh còn đủ sức giết bất cứ kẻ nào muốn cướp Thiên Kiều ra khỏi vòng tay thâm tình của anh. Cha! Chú Sao! Thiên Kiều, tại sao em lại hận đường gương chịu chết? Anh chú Sao, anh đừng giết những người thân của em. Trời ơi, ta giết người ta yêu, ta giết Thiên Kiều rồi. Thiên Kiều! Chú Sao! Con! Anh chú Sa đã, nó đã ngủ say trong chim bao chắc có nhịp mỏng đẹp. Nó mỉm cười. Không, nó đã chết. Nó bỏ ta. Và con sẽ bỏ ta. Con
sắp bỏ cả cuộc đời này. Trước khi vĩnh viễn ra đi, con muốn yêu cầu cha một việc. Con cứ nói. Dưỡng phụ, hãy thả mọi người thân của con cho họ về Tây Hà. Cha hãy hứa. Ta hứa. Quân, hãy mở cổng thành cho những người Tây Hà thông thả ra đi. Con cảm ơn dưỡng phụ. Mười bảy năm trời nuôi dưỡng thương yêu để nhận được hai tiếng cảm ơn dưỡng phụ lạnh lùng xa lạ. Ta mất hết rồi. Con thật xin hãy đưa em về Tây Hà và chôn em trong lòng đất quê hương. Hãy đắp cho em năm mộ và mỗi dịp xin cất tiếng ru em. Anh sẽ làm cho em tròn ước nguyện. Anh sẽ ru em bài hát ru sầu giáng cầu. Sầu đau em ngủ đi say giấc nồng ngàn năm yên nghĩ quên đi bao khổ sầu một đời say giấc sầu một đời quên khổ đau ngủ đi người hỡi ta dù ngàn năm vào mộng đi hỡi ngọt ngào anh hát ru gió lên chiều vắng ta ru em sầu em mãn nguyện rồi A Khắc Thiên Kiều hãy gọi em là Tiêu Kim Phụng vinh biệt Tiêu Kim Phụng em.